Thưa quý vị, không khí mùa xuân đã ngập tràn trong tiết trời dịu mát, trong sực rỡ sắc hoa trên khắp phố phường, trong sự tươi mới tâm hồn của mọi người, mọi nhà. Hẳn là quý vị cũng như chúng tôi đang đếm ngược từng ngày để đón Tết về. Và thưa quý vị, Tết là lễ hội lớn nhất và quan trọng nhất trong năm với người Việt bởi mang nhiều giá trị tinh thần. Nhưng Tết cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe, nhất là với nhóm có tiền sử bệnh lý, người lớn tuổi và trẻ em. Nhưng đúng là như vậy, trọn vẹn Tết vui bắt đầu từ việc chăm sóc sức khỏe. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần chia sẻ ở những phút cuối của chương trình. Tết là thời điểm nhịp sinh hoạt thường ngày bị phá vỡ. Cũng thời điểm này, nhiệt độ tại thành phố Vũng Tàu bắt đầu tăng dần, nóng hơn, trung bình từ 28 đến 30 độ, càng khiến sức khỏe bị ảnh hưởng, tác động. Ghi nhận thực tế tại hai bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, khoảng 70% bệnh nhân cấp cứu trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm là người lớn tuổi, người có bệnh lý nền và trẻ em. Trong đó, có nhiều trường hợp phải nhập viện điều trị ngay trong những ngày Tết. Cái dịp Tết là dịp cuối năm, nó có sự biến đổi về thời tiết, khí hậu. Vì thế mà cũng có một phần nào đó ảnh hưởng đến sức khỏe liên quan đến các cái bệnh dịch lưu hành. Ví dụ như là cảm cúm, sốt xuất huyết hay là thậm chí là Covid đó. Thì để đảm bảo cho sức khỏe của chúng ta, đặc biệt người cao tuổi, thì chúng ta cần phải thực hiện là vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng. Rồi chúng ta cần phải giữ ấm, đặc biệt về ban đêm. Khi mà ra ngoài đường thì rõ ràng chúng ta phải đeo khẩu trang đó, để tránh lây nhiễm các bệnh tật lưu hành. Người cao tuổi phải chú ý làm sao mà để đảm bảo rằng là mình phải tập luyện thể dục thể thao hàng ngày giống như mọi khi. Điểm chú ý thứ tư nữa là người cao tuổi thì thường hay có cái rối loạn giấc ngủ, vì thế mà trong dịp lễ Tết cũng nên cố gắng đảm bảo giấc ngủ cho mình. Người cao tuổi cũng cần phải chú ý là ăn uống theo cái chế độ ăn bệnh lý nếu mình có bệnh. Riêng đối với những người mà cao tuổi mà bị bệnh mãn tính thì các cụ cần phải chú ý là đảm bảo cái việc uống thuốc hàng ngày cho đúng liều. Đối với những cái bệnh nhân mà cần thiết, có thể trước Tết mình có thể đi tái khám để bác sĩ người ta đánh giá sức khỏe của mình và đồng thời điều chỉnh thuốc men cho cái dịp Tết mình có thể có những cái phương án điều trị hợp lý nhất, tốt nhất. Và một cái điều cũng khá thường gặp đối với lại cái dịp lễ Tết đối với người dân Việt Nam mình ấy, thì hay kiêng. Ví dụ như là mùng 1 hay kiêng, bị bệnh không dám đi khám bệnh, kiêng. Đây chính là một cái lý do mà chúng ta thường hay gặp những cái bệnh nhân vào bệnh trong tình trạng khá nặng nề. Như vậy thì đối với người cao tuổi, đặc biệt là cái người bị bệnh mãn tính, thì chúng ta cần phải chú ý theo dõi sức khỏe của mình. Nếu thấy có vấn đề gì bất thường thì ngay lập tức phải đi khám bệnh và xử trí ở những cái cơ sở y tế gần nhất. Thậm chí trong trường hợp mà người bệnh mà khó khăn trong vấn đề đi lại thì có thể nhờ đến sự hỗ trợ của cái tổ cấp cứu khẩn cấp. Các bệnh mà thường gặp ở trẻ trong dịp Tết mà các bậc phụ huynh cần lưu ý thì thường là các bệnh như là tiêu chảy cấp nè, cảm cúm nè, ngộ độc nè và viêm đường hô hấp trên. Thì những cái dấu hiệu mà mình cần phải theo dõi trẻ để đưa đến các cơ sở y tế kịp thời là ví dụ như là trẻ có dấu hiệu như là người nhà thấy bé đừ hơn nè, có thở nhanh nè, hoặc là nhịp thở đừ hơn thở nhanh nè, rồi thấy lồng ngực của bé rút lõm nè, nhấp nhô hơn so với bình thường, hoặc là khi mà cha mẹ cảm thấy như là cái triệu chứng đó là bất thường mà mình không theo dõi được thì nên đưa trẻ tới các cơ sở y tế gần nhất. Thì để phòng chống các bệnh đó thì các bậc phụ huynh thì cần lưu ý lại cái chế độ ăn và cái sắp xếp cái thời gian nghỉ ngơi cho trẻ một cách khoa học nhất, rồi hạn chế cho trẻ tới những nơi đông người nè, rồi giữ ấm cho trẻ mỗi khi ra ngoài, ví dụ như là phải mặc áo nè, mang găng tay nè, khẩu trang nè, giữ gìn vệ sinh cho trẻ nè, và phải bổ sung cho trẻ các chất dinh dưỡng một cách đầy đủ nhất và hạn chế những cái thức ăn mà để lâu trong tủ lạnh hoặc là đồ hộp. Mẹ vẫn nên đảm bảo duy trì đúng như những cái điều độ mà sinh hoạt hàng ngày mà mẹ sắp xếp được cho bé. Còn cái nước thì tất nhiên là mình phải bù đủ cho bé rồi.